cố gắng tìm mọi cách để cover, tức là chi trả tất cả để cho Thanh Tâm khỏi phải tốn tiền để mà về đây. Nhưng mà có thể là quý đồng hương thương tình để mà giúp cho cô em có thể một cái cuốn phim mới, thì quý vị đồng hương có đi coi thì nên giúp cho em, đó là cái phần của em ở Canada đem về. Bên ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn không nhận phí hết. Và chúng tôi sau khi mà được như vậy thì chúng tôi về văn nghệ, thưa quý vị, tôi có nhờ với quý Lê Đình Quy với lại Bạch Mai là hai người ca sĩ gạo cội mà ở xa từ Modest, từ Fresno về, và cũng là người MC nữa. Thành ra chúng tôi có nói với Thanh Tâm là chị không có về văn nghệ thì giao cho Quý với lại cho Quy với Mai là hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề đó với Thanh Tâm. Chúng tôi anh em chúng tôi tác chiến, chúng tôi là anh Long rồi anh Tuấn này, chào Long, là chúng tôi chỉ lo về vấn đề khánh tiết tiếp đón như thế nào. Thành ra thưa quý vị, rất là trước hết là chị cảm ơn em cho tụi chị có cơ hội để mà giúp đỡ em hoặc là điều dắt em trong những cái lý tưởng mới, những ý tưởng và nói về cái đời sống cái thể của chị. Cảm ơn em rất nhiều. Ở đây thì nãy tôi mới gặp anh ca sĩ của tôi đâu rồi. Để anh đi trốn mà. Anh đi ốp cuốn. Bây giờ trở lại Thanh Tâm mà nãy quên thâu. Xin lỗi. Ở đây. Rồi bây giờ trở lại Thanh Tâm, xin mời Thanh Tâm có đôi lời nói chuyện cùng các ban tổ chức cũng như là buổi ra mắt phim ở San Jose này. Thanh Tâm là một cái người trẻ đã là đạo diễn của cái phim Bóng Quá Khứ và đã trình chiếu cũng một số nơi Texas rồi. Hôm nay cộng đồng San Jose cũng hân hạnh Thanh Tâm bỏ thì giờ cũng như là anh ca sĩ từ Toronto đến. Xin mời Thanh Tâm có đôi lời cùng ý vị trong ban tổ chức cũng như đồng hương ở San Jose này. Dạ, trước hết là em xin cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức, mặc dù là chưa bao giờ biết em, chưa bao giờ gặp em, nhưng mà đã mở lòng ra để mà trợ duyên giúp cho em có cơ hội ra mắt phim này cùng với khán giả tại San Jose, là một nơi mà em rất là muốn đến để gặp gỡ cùng với đồng hương ở đây. Thưa anh, thì mà khi mà đến đây và ngày hôm nay được gặp các anh chị trong ban tổ chức, các anh chị đã bỏ rất là nhiều thời gian, công sức và kể cả tiền bạc trong những tuần vừa qua nữa, thì em cảm thấy rất là xúc động và em cảm thấy mình là may mắn. Bởi vì là một người mới làm cái phim này cho cộng đồng mà đã được cái sự hưởng ứng như vậy. Em biết là ngày hôm nay ban tổ chức nói là đã hết vé cả hai buổi chiếu phim, và các anh nói là không có dám bắt phone tại vì sợ là không còn vé để mà phát cho bà con đến xem phim nữa. Em xin phải nói là từ đáy lòng em cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức rất là nhiều đã giúp cho em có cái buổi ra mắt phim này, và em hy vọng là quý vị sẽ đến để mà ủng hộ cũng như là xem cái phim này và có những lời góp ý gì đó với em để trong tương lai có những cái tác phẩm mới mà em có thể làm nó hoàn thiện hơn. Xin lỗi Thanh Tâm nha, lúc trước có ông Hành Trần này, đạo diễn đó, thì Thanh Tâm cũng biết khi ông thành công cái cuốn phim mà những người tù cải tạo cái gì Four of Sài Gòn á, thì đồng bào ủng hộ rất là nhiều, ông có nhiều giải thưởng. Nhưng mà sau khi đó thì ông về ông cộng tác với Cộng sản Việt Nam, ông làm phim bên đó và ông làm bên đó. Nếu mà Thanh Tâm mà sau này có nổi tiếng á, thì có cái muốn ý định mà đi về Việt Nam để làm phim như là ông Hành Trần không? Hay là một số diễn viên của Việt Nam ở đây rồi bây giờ mình đã cộng tác. Giống như Ngô Thanh Vân rồi đó. Dạ thưa anh, thì hiện nay có dự án em đang làm là một cái phim tài liệu mang tên là Hành Trình 50 năm Thường Nhân do chính phủ Canada tài trợ. Thì em không nghĩ là em sẽ về Việt Nam trong tương lai. Tại vì nếu như mà Cộng sản còn có những cái hành động đàn áp người dân như vậy đó, thì em nghĩ là em sẽ là một cái tiếng nói cho những cái người mà thấp cổ bé họng, họ không có nói được, hơn là mình đi làm phim cho những cái phim mà có thể nói là bị Cộng sản kiểm duyệt. Tại vì Cộng sản hiện nay thì họ đã có cả 800 cơ quan báo đài truyền thông rồi, chắc họ không có cần một cái người như em như em để mà cộng tác với họ nữa. Lúc đó họ cũng cần để đi tuyên truyền cho họ chứ, nhưng mà tại cái lập trường của Thanh Tâm có nghĩa là Đảng Cộng sản nó còn cai trị đất nước Việt Nam, là Thanh Tâm không cái gì cộng tác để làm bất cứ một cái phim gì. Khi nào cả Việt Nam có chế độ tự do thì thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, có đúng vậy không? Dạ, tại vì Cộng sản Việt Nam thì họ kiểm duyệt, mà đối với em thì em không có thích bị kiểm duyệt. Những cái phim mà mình phải, khi mà làm nghệ thuật thì mình muốn những tác phẩm nghệ thuật của mình đó, nó được tự do sáng tạo.
Dạ, cảm ơn Thanh Tâm nha, một người trẻ rồi, có tấm lòng. Cho chàng pháo tay về vấn đề. Rồi, quý vị anh chị em hôm nay tự giới thiệu hôm nay có buổi mặt đây là cái không có cơ hội để gặp Thanh Tâm từ ở Canada qua. À, thì bây giờ giới thiệu tên đây cái lưu niệm rồi mình làm cái YouTube trong vòng nửa tiếng là lên rồi khắp thế giới đều thấy cả. Trước hết cũng cảm ơn đã quên Bảo Trúc. Bảo Trúc là tổng đài của 1430 và trong suốt thời gian qua Bảo Trúc cũng giúp đỡ cho anh em bàn tổ chức rất là nhiều. Cũng như là anh Vim Mai đã đưa cái tiếng nói và cái thông tin rất là mạnh cho đồng viên mình đến. Với lại tôi nghĩ rằng ở đây anh em mình làm không những các cá nhân mà có đặc thù đoàn nữa thì đa. Anh Long Đặng với anh Đức Tuấn với anh Phong là hội người Việt Bắc Cali lúc nào cũng yểm trợ những cái hậu duệ. Ở công việc gì mà cần phải có thì các em lúc nào cũng các anh cũng với cái tổ chức hội đoàn là lúc nào hăng hái sân tay hơn việc. Rồi, xin mời anh Bảo Trúc có đâu là anh Bảo Trúc này có liên hệ là ông Bùi Bảo Trúc hay là các bà con gì không mà trùng tên đó? Thực ra thì em trẻ hơn, đẹp trai hơn, còn bác kia thì vậy là chỉ trùng tên đó phải không? Trùng chút xíu à, thiếu chữ Bùi. À, thì Bảo Trúc tay giới thiệu ông kia ông rồi đúng rồi anh nói là thiếu chữ Bùi rồi. Thì bây giờ anh đang làm ở trong chương trình phát thanh truyền thông nào vậy? Em đang cộng tác với đài tiếng mỏ Bắc Cali từ 6 đến 9 giờ sáng trên làn sóng 1430 AM phát song song với 1590 AM. Yeah. Và đồng thời em cũng có những cái chương trình phát thanh riêng của mình. Trước kia thì có chương trình từ 4 đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu và từ 3 giờ đến 7 giờ mỗi chiều thứ bảy. Nhưng mà bây giờ vì bằng nhiều việc quá cho nên em đã không có làm cái giờ 4 đến 5 nữa, mà chỉ còn từ 3 đến 7 giờ ngày thứ bảy thôi. Và đây là cũng là một cái cơ hội em rất là cảm ơn những cái người có tâm huyết với đất nước của mình, mà mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng mà vẫn cứ nghĩ tới quê hương tổ quốc của mình để mà dựng nên những cuốn phim, làm nên những cái lịch sử của dân tộc mình, của đất nước mình, của người dân của mình. Cho nên khi nghe cô Thanh Tâm, một người trẻ mà có tâm huyết, đã dựng nên một cái bộ phim mà rất là xúc động cho mọi người. Khi mà em phổ biến trên đài về cái cuốn phim của cô Thanh Tâm thì người ta hỏi ngay là bóng quá khứ là gì. Thì em tạm giải thích với người ta đó là một cái hình ảnh trong quá khứ mà mình không bao giờ quên được, giống như cái bóng nó đi theo với con người của mình suốt đời cho tới khi mình không còn nữa. Thì rồi cái ý nghĩa của bộ phim rất là cao cả, nói lên cái hành trình đi tìm tự do mà đầy máu và nước mắt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người dân miền Nam Việt Nam mình sẵn sàng chết vì tự do, ra đi vì tự do. Chúng ta không ra đi vì thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chúng ta ra đi để chống lại cái chế độ độc tài của Cộng sản Việt Nam. Vì cái ý nghĩa cao cả đó mà xuất phát từ một người đạo diễn rất là trẻ là cô Thanh Tâm đây. Cho nên em chỉ đóng góp một phần nhỏ của mình là làm sao quảng bá thật là nhiều, nhiều người biết, già trẻ lớn bé, ai cũng có ít nhất một người vượt biên vượt biển bằng đường bộ hay đường thủy hay là bất cứ cái hình thức nào, trốn chui trốn nhủi để mà thoát khỏi cái chế độ độc tài cộng sản, và đặc biệt là những cái sự khủng bố của chế độ trong những ngày mà Sài Gòn thất thủ. Cho nên em đóng góp được gì thì em ráng hết sức để đóng góp, và đặc biệt là phổ biến đến bà con đồng hương Việt Nam của mình, nhất là đồng bào ở San Jose này là một cái thành trì chống cộng thứ hai sau thành phố Westminster, Little Sài Gòn ở miền Nam Cali. Thì ở đây mình cũng có Little Sài Gòn tại miền Bắc California. Thì hôm nay rất hân hạnh được gặp tất cả các anh chị em ở trong ban tổ chức cũng như những người làm phim. Thì em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị. Mặc dù là ai cũng có công, ai cũng đóng góp, cũng có sức trong cái vấn đề này, nhưng mà các anh chị, người đi làm, người lớn tuổi, người bị đau tay, đau chân, nhức mỏi, vân vân, nhưng mà tất cả đều hy sinh
cho cái gọi là một cái lý tưởng, mà cái lý tưởng đó được đề ra bởi cô Thanh Tâm. Dạ, xin xem chỉ có chừng đó để. Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh Bảo Trúc. Cái người này quan trọng lắm á, tôi sinh hoạt cộng đồng ở đây là nhiều lắm mà. Ý cho nói bên đây là nói một chút đi. Dạ. Xin lỗi giới thiệu tên rồi luôn ngay. Dạ, dạ thưa em là Vương Ngọc Quyên, là giám đốc điều hành của hội ICAN, là sinh hoạt ở có nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng Việt Nam ở miền Bắc Cali này. Thì em cũng là thuyền nhân đến Mỹ năm lúc 16 tuổi, nhờ rồi coi như là vượt biển đó. Thì đối với em cái chuyện mà cái vấn đề mình dạy con trong tương lai nó như thế nào, nó rất là quan trọng. Tại vì ai mình cũng muốn là cho con mình thành công ở xứ người mà vẫn giữ được cái bản sắc dân tộc Việt Nam. Thế thì điều trước tiên là con cháu mình nó phải nhớ là làm sao mà tổ tiên của nó đến được nước Mỹ như thế nào. Thì thành ra là cái cộng đồng của mình đó, nó đi qua nhiều chặng đường. Và cái chuyện vượt biển là một trong những chặng đường rất là quan trọng của cộng đồng Việt Nam mà con cháu mình cần phải nhớ. Thật ra khi mà em nghe là có cuốn phim mà làm nói về chuyện vượt biển thì ôi thôi là bao nhiêu những cái kỷ niệm, những cái hồi ức nó tràn về. Cho nên em muốn góp một tay để mà giúp cho đồng bào mình, nhất là các thế hệ trẻ. Cho dù cha mẹ trẻ, có nhiều cha mẹ năm nay 30 mấy, 40 mấy mà cũng chưa từng đi qua cái chặng mà vượt biển. Cho nên em muốn là họ cũng biết được câu chuyện này để họ sẽ truyền lại cho con cháu. Rồi, đây là trưởng ban văn nghệ, cũng là hai ca sĩ đến rất là xa từ Fresno 4 tiếng đồng hồ á. Mà không kẹt xe, nếu mà kẹt xe là nó khỏi nói rồi. Đây là Đình Quý với lại Mai. Thì Fresno xin mời có đôi lời cùng anh chị em cũng như đồng hương ở Bắc California này cho ngày mai cái buổi ra mắt phim cũng như buổi văn nghệ. Yeah. Đình Quý xin cảm ơn tất cả khán giả thân thương của đài. Nói chung thì rất là cảm động khi nghe Thanh Tâm mang trình chiếu cuốn phim Bóng Quá Khứ. Sự thực đó thì năm ngoái Quý cũng gặp Thanh Tâm và cũng có chiếu một cái shot trong cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế ở New York, nhưng mà không có cái cơ hội để mà xem hết. Nhưng mà hôm nay thì nghe Thanh Tâm chiếu cái bộ phim này thì Quý rất là cảm động và cảm thấy là một cái niềm vui. Vì kính thưa quý vị, đây là một cái cuốn phim mà nó rất có ý nghĩa đối với chúng ta. Chẳng những có ý nghĩa của chúng ta mà nó cũng mang một cái tính chất ý nghĩa của lịch sử nữa. Không phải dễ dàng gì mà trong cái quá trình lịch sử chúng ta có một cái cuộc di dân lớn như vậy. Gần một nửa người đã phải bỏ mình ở biển cả Bao La, biết bao nhiêu người phải vào những cái trại giam vì bị bắt bớ, và biết bao nhiêu người đã bị hãm hiếp trên biển cả. Nhưng tất cả đều đã phải bỏ đất để ra đi. Vì sao? Vì họ đi tìm hai chữ tự do. Và chúng ta cũng phải thấy qua cái đó, chúng ta đã hình thành được một cái cộng đồng người Việt rất là lớn mạnh ở hải ngoại. Thì phải công bằng mà nói, với những cái chi tiết như vậy mà chúng ta rất hiếm thấy những cái cuốn phim mang tính chất tài liệu lịch sử để lưu truyền cho những cái thế hệ đi sau họ biết. Đây là một điều mà mình cũng cảm thấy buồn. Và cũng thật là bất ngờ khi Thanh Tâm là một người rất là trẻ, chứ không hiểu nhiều về cái những vấn đề này, nhưng mà đã mạnh dạn đứng ra làm một cái công việc thực là ý nghĩa, phải hy sinh công sức, thời gian và ngay cả vấn đề tài chính nữa, không phải là dễ. Thì đây là một điều mà đáng quý, và có lẽ là chúng ta cũng nên phải ủng hộ tất cả những người nào mà đã mạnh dạn đứng ra làm những cái công việc ý nghĩa như vậy, vì nó không phải là cho cái thế hệ này mà để truyền lại cho những thế hệ sau họ hiểu rõ được một cái giai đoạn thực là quan trọng của cái lịch sử, và một cái giai đoạn mà để chúng ta hình thành một cái cộng đồng người Việt hải ngoại lớn mạnh như ngày nay. Cho nên Quý rất cảm động và cũng rất là vui và cảm động hơn khi mà gặp được tất cả những anh chị em ở đây. Tất cả những người đều rất là nhiệt tình. Tất cả mặc dù là làm free, bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, nhưng mà tất cả đều rất là vui trên cái tinh thần anh chị em. Và cùng nhau để đóng góp làm một cái việc mà thực là ý nghĩa. Cho nên Quý cảm thấy là rất vui. Và cảm ơn tất cả anh chị em đã cũng đến Thanh Tâm để cho Quý có một cái cơ hội để góp một cái bàn tay. Chúng ta cùng nhau làm một cái việc mà có ý nghĩa như thế này. Cảm ơn anh nha. Dạ. Mai có gì nói không? Dạ, em chỉ tiếp lời anh Quy là em rất hân hạnh được các anh chị ở đây cho em cơ hội tham gia trong chương trình này, và em sẽ cố gắng hết sức những gì em có thể
với vai trò MC vào ngày mai. Cho nên em hy vọng tất cả mọi người đến và ủng hộ cho đạo diễn Thanh Tâm thật là nhiều. Và em cảm thấy rằng Thung Lũng Hoa Vàng như chị Thu nói là một nơi đầy tình thương, và em mong rằng ngày mai quý vị sẽ tuôn đổ tất cả những tình thương mà quý vị dành cho đạo diễn Thanh Tâm, cũng như một cái phim rất là ý nghĩa và nói lên một cái tiếng nói chung của cộng đồng chúng ta. Và em xin hẹn gặp tất cả ngày mai. Cảm ơn ca sĩ nha. Anh Tuấn này, anh Tuấn là một nhân vật cũng sinh vật cộng đồng, cái đóng góp rất là nhiều cộng đồng cho cộng đồng miền Bắc California. Xin mời anh có đôi lời trong cái buổi gặp mặt của đạo diễn Thanh Tâm hôm nay. Xin chào Viêm Mai, xin chào tất cả quý vị quân dân tháng 9 Việt Nam cùng đang trong nghe cái buổi talk show ngày hôm nay của anh em chúng tôi. Tôi rất nghe và rất ngưỡng mộ cô Thanh Tâm từ cái lúc tôi vẫn chưa được hân hạnh nói chuyện với cô. Và hôm nay một người em, một người mà tôi rất là quý trên diễn đàn Facebook, mà tôi về là vẫn là một Facebooker, thì hôm nay tôi hiện diện với gặp được cô em. Cô em trẻ từ bốc dáng bên ngoài, nhưng mà cái nội tâm của cô không có trẻ mà là vấn đề sâu sắc. Trong khi cô chọn cái chủ đề là bóng quá khứ, thì xin được coi như là một người anh nói chuyện với người em. Không những là Thanh Tâm là bộ phim này hoặc là những bộ phim kế tiếp, tụi anh sẽ cố gắng, nếu em cần giúp được những gì tụi anh sẽ cố gắng giúp với em. Trong cái lứa tuổi của tụi anh á, bây giờ tuổi đã lớn rồi, thì tụi anh sẽ phải về cái nơi mà tụi anh sẽ phải về. Thì anh cũng rất là may mắn vì anh là người đứng trong hai cái sự biến chuyển, cái sự mà biến thể của một cái dân tộc mình trong cái chiều dài lịch sử. Trong ngày 30 tháng 4 đó, thì anh vẫn đang đối đầu, anh chẳng có biết đầu hàng đầu gì hết, tại lúc đó anh là một người lính thủy quân lục chiến. Và sau khi mà cái chiến tranh over, cái chiến tranh nó đã qua rồi mà trong cái điều kiện mình không muốn mà nó đã xảy ra, thì anh sống chui nhủi ở thành phố. Và anh cũng là một người vượt biên, vượt biển, gọi là Boat People. Anh thiết nghĩ là cái phim em làm Bóng Quá Khứ có nhiều cái đau khổ, nhưng mà cái sự vượt biên của anh trên chiếc ghe bề dài 9.6, bề ngang 1.6 và chứa 23 người ngồi trên đó mà cái ghe không mùi, mà anh đã được nhiều người, sau khi anh kể xong họ biểu viết đi, họ sẽ làm văn, họ sẽ làm phim mà anh không có làm, tại vì anh không muốn bị chạm đến. Thì anh đã nghe nói về cái bộ phim Bóng Quá Khứ của em, anh đã theo dõi ra những trai hồ, thì nó cũng là một cái nỗi dằn vặt trong cái lương tâm của mình. Và chỉ có buồn là có một số người họ không có xem phim Bóng Quá Khứ, mà họ nghĩ giống như họ đã đi qua rồi thì không cần, mà vẫn ban đầu về Việt Nam để họ làm những cái chuyện mà mình không thích. Anh cảm phục em một lần nữa trên cái tấm lòng của người anh nhỏ nhưng mà em làm được những chuyện đó ngoài sự mong đợi của mọi người. Và trước mặt mọi anh chị em ở đây, nếu em tiếp tục làm những cái phim mà như em đã trả lời cái câu của anh Viêm Mai, thì tụi anh sẽ sẵn sàng giúp em, không phải những cái phim này không, mà những cái phim kế tiếp ở Tessa Roger này. Cảm ơn em. Cảm ơn Tuấn nha. Và đây là anh Dương Hạ Phong, cũng là đóng góp cho nhiều sinh hoạt cộng đồng ở Bắc California của cộng đồng của chúng ta miền Bắc California. Xin mời anh Dương Hạ Phong có đôi lời với lại Thanh Tâm cũng như khán thính giả để mà theo dõi cái chương trình ngày mai. Tôi là Dương Hạ Phong, một cựu quân nhân của binh chủng du lục chiến cũng như văn hoàng tướng. Và tôi cũng là một người đã sinh hoạt cộng đồng ở Bắc Cali San Jose này đã hơn 30 năm. Thì hôm nay tôi có vài lời với tất cả những chiến hữu của các hội đoàn cựu quân nhân của lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ở vùng Bắc Cali này, và tất cả đồng hương người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Hôm nay trong một cái khung cảnh nó ấm cúng, mà khi ở ngoài trời là
rất là lạnh, nhưng mà chúng ta ngồi trong ngày ấm cúng là ấm cúng cái tình người tha hương, biết nghĩ đến nhau và biết cùng nhau đóng góp một chút gì cho cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở trên đất khách và cho quê hương đất mẹ của chúng ta, cho hơn 90 triệu người còn đang rên xiết trong gông cùm của chế độ cộng sản bạo tàn, khát máu và đê hèn với giặc. Và hôm nay tôi rất sung sướng và vui mừng rằng được tiếp xúc với cô Thanh Tâm, một khuôn mặt trẻ của người Việt quốc gia chúng ta, tị nạn cộng sản chúng ta trên đất khách quê người. Cô từ Canada đã đến đây gặp chúng tôi hôm nay để giới thiệu cho tất cả đồng hương chúng ta một bộ phim mà cô ta cả đem cả cái tâm tư của mình, những suy nghĩ, những dằn vặt của thân phận một người tị nạn cộng sản vượt biên vượt biển tìm tự do. Và hôm nay cô đã thể hiện được những cái tâm tư, những suy nghĩ của cô về quốc gia dân tộc và về cái thân phận của thuyền nhân vượt biên vượt biển tìm tự do như chúng ta bằng một bộ phim bóng quá khứ, nói lên những gì mà những người Việt chúng ta vì không chấp nhận chế độ đê hèn của cộng sản miền Bắc đã nhuộm đỏ miền Nam mà phải liều thân trên đường vượt biên vượt biển để tìm hai chữ tự do. Và biết bao nhiêu người đã bỏ thay trên sóng nước và trên rừng sâu, trên bước đường tìm tự do. Và hôm nay chúng tôi rất là vui, rất là hân hạnh được tiếp sức cùng cô Thanh Tâm để đưa cái bộ phim Bóng Quá Khứ đến tất cả đồng hương người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở vùng Bắc Cali này. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn cô Thanh Tâm và mong rằng những bộ phim kế tiếp cô làm sẽ có chúng tôi đứng sau lưng yểm trợ cho cô. Mong tất cả ngày mai hãy đến để xem bộ phim Bóng Quá Khứ. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn anh Phong nha. Bây giờ đó, ông Đặng Long là Ủy ban Điều Họp Cộng đồng Bắc California trước khi có ban bầu cử mới. Ông là một người vận động trong cái ban bầu cử để có cái cộng đồng Bắc California. Ông rất là quan trọng, bất cứ nơi nào tôi đi thì tôi cũng gặp ông. Tôi không biết ông có thì giờ cỡ nào ông đi vậy, thì xin mời ông có đôi lời. Ông cũng nằm trong cái ban tổ chức ngày hôm nay. Xin mời ông Long có đôi lời cùng Thanh Tâm cũng như các khán giả của cái bộ phim Bóng Quá Khứ ngày mai. Trước hết là chào anh Vy Mai. Cái thứ hai là chào tất cả các anh chị ở trong ban tổ chức cái buổi chiếu phim Bóng Quá Khứ. Và cũng chào cô Thanh Tâm, đạo diễn chính ở trong cái bộ phim hôm nay. Long thì thật sự với quý vị ở San Jose là biết rồi. Long thì thích làm hơn là thích nói. Sorry. Thành ra Long chỉ có muốn kêu gọi tất cả các quý niên trưởng, bậc trưởng thượng, quý ông bà, tất cả chúng ta là người tị nạn đều ước ao có một cái thế hệ trẻ tiếp nối chúng ta để bảo vệ ngọn cờ vàng, để bảo vệ sự chính nghĩa của chính phủ miền Nam Việt Nam. Thành ra không có lý do gì mình ở nhà. Đó là một cái động lực của quý vị mà thúc đẩy cho cô Thanh Tâm, một giới trẻ mà chúng ta đã từng ước nguyện như vậy thì bây giờ tại sao mình ở nhà. Tôi kêu gọi tất cả quý vị nên bước đến để coi cuốn phim, và thực tế nhất là ủng hộ cho cô Thanh Tâm để tương lai chúng ta còn có những cuốn phim khác, những cái thước phim khác có giá trị về vấn đề nhân bản của nhân dân miền Nam Việt Nam. Tôi xin hết lời. Cảm ơn ông Đặng Long nha. Đây là cái người đẹp này đó, giờ âm thầm này chưa có nói nè. Đã xong chót. Say the best for last. Xin mời xin giới thiệu, chị giới thiệu tên cho chị luôn.
Dạ, cũng có đôi lời với lại Thanh Tâm khi mà bỏ chị giờ đến với cộng đồng miền Bắc California của chúng ta. Dạ, thưa tôi là Như Hạnh. Lớn dạ. Lớn. Hôm nay thì chỉ là tình cờ đến đây thôi, tại vì để phụ cho cô Hoàng Hồng Thu với lại đang tổ chức hôm nay cái điều rất là lặng vặt. Tôi cũng có được nghe về cái phim Bóng Quá Khứ của cô Thanh Tâm, và cũng rất là mong được xem cái cuốn phim đó, vì chính tôi cách đây hơn 40 năm cũng là người tị nạn vượt biển. Tôi cũng đã tìm xem nhiều cái cuốn phim nói về cái chuyện vượt biên vượt biển của người tị nạn Việt Nam, và cũng rất là mong là chúng ta có được những cái tài liệu nó xác thực và nó nói lên được cái tinh thần tại sao chúng ta lại ở đây, cho con cháu hiểu được là cái bước đường đi tìm tự do nó chông gai như thế nào. Các con em của chúng ta chỉ có thể hiểu được chính mình khi mà biết được rõ về cái quá khứ của nguồn gốc của mình mà thôi. Tôi thiện nghĩ như vậy, và cảm ơn cô Thanh Tâm đã đưa cái vấn đề này lên một lần nữa. Cảm ơn anh chị nha, và chúc chị ngày mai xem phim rất là vui vẻ. Anh Mai, cho tôi nói cảm ơn tài trợ. Ok, để phan ông ca sĩ kia chưa, nãy tôi thâu mà tôi quên bánh rồi. Ok. Rồi, xin mời anh Cáo đâu lời, nãy xin lỗi anh. Không nói hả? Không nói hả? Rồi, thôi, ok, rồi. Xin mời Hoàng Hoàng Thu có đôi lời cảm ơn các những người tài trợ cũng như những khán giả đi đến ngày mai để ủng hộ cuốn phim cho Thanh Tâm có nỗ lực làm nhiều cái tác phẩm mới. Để cho cộng đồng Bắc California cũng như toàn thế giới để biết thêm những cái gì mà Thanh Tâm làm, như cái phim này vừa thành ra và rất là thành công, giống như Washington DC cũng đang chiếu bên đó nữa đó. Kính thưa quý vị, để mà thực hiện cái công tác này cho hoàn tất á, ngoài trừ là như là anh Đặng Long nói là anh thích làm chứ anh không thích nói, mà Thu là cái người hay nói hay hơn là làm, cứ xuống người ta làm thôi. Để nói đó thì trước hết là cảm ơn, ở đây là cái văn phòng phòng ăn của khách sạn của chị Thu Hạnh, là cái khách sạn mà chuyên môn giúp đỡ đồng hương của mình, những cái tổ chức gì mà văn nghệ đó chị đều tài trợ cho ở phi không lấy tiền, hoặc là cho nửa giá tại vì nhiều phòng chẳng hạn. Thì em cũng cảm ơn chị Thu Hạnh. Tụi em có một buổi họp mặt hôm nay rất là vui vẻ. Sẽ cho cái địa chỉ sau để em có thể update lên. Thứ hai là cái người mà gold sponsor của chúng tôi đó là ICANN, là cô Vương Quyên đã tại địa chỉ là 100 East Santa Clara Street, San Jose, là có luôn cả cái phòng họp nữa. Nếu mà đội đoàn mà muốn tổ chức thì đến này có cái giá đặc biệt, cũng như là đặt phòng thì sẽ giảm nửa giá hoặc là cái giá rất là dễ chịu. Xin mời quý vị đồng hương khắp thế giới khi đến San Jose đến cái khách sạn. Yeah. Nghe cái địa chỉ là số 100 rất là dễ nhớ, East Santa Clara Street, ngay cái đường chính, và có parking ở đằng sau đầy đủ, và có người gác, không có xe bị đập phá giống như những nơi khác, và người chủ rất là tận tụy và rất là tốt đối với lại tất cả mọi người. Cái người mà tài trợ là cô ICANN, là Vương Quyên, đã tài trợ một số chi khoản về vấn đề cái nơi tổ chức địa điểm. Cái người mà gold sponsor nữa là ông bác sĩ Ramesh, Beauty Cindy, Beauty by Image by Cindy, thì ông ta sẽ cũng đã tài trợ số tiền khá lớn để chúng ta có thể có buổi tổ chức ngày hôm qua, ngày mai, và cũng có một cái xe để mà có thể quảng bá những cái công việc lên sẽ ông ta làm. Chúng tôi cũng cảm ơn tiệm bánh Vân Bakery, cảm ơn bánh mì Cali của anh Thuận và chị Nga. Bánh mì Cali nó nằm ở trên đường Story đó, đối diện cái Việt Nam Tao đó, rất là tốt, bao mua 3 tặng 1. Và chúng tôi cũng cảm ơn chị Kim Loan, healthcare ở trong khu Grand Mall, chị cũng tài trợ cho một số ngân khoản để chúng tôi làm cái poster. Thì đó là những cái Vân Bakery, tiệm bánh Vân, quý vị mà thích như tôi là hảo ngọt lắm, thành là tuần nào cũng phải đến Vân để ăn bánh ngọt ở trên đường Thule đó, thưa quý vị. Thì chúng tôi có những người tài trợ đến tôi làm cái poster để mà có thể giới thiệu quý đồng hương.
Dạ, thưa đó là Hoàng Thu chân tình cảm ơn các quý đồng hương, các nhà bảo trợ đã thương Hoàng Thu và yểm trợ cho Hoàng Thu để thực hiện công tác này. Xin kính chào tạm biệt. Dạ, cảm ơn Hoàng Thu, trưởng ban tổ chức thì mới đi mổ cái tay quẹo quẹo mà cà sẹo mà cũng rén này xuống đây. Rồi tất cả mọi người có ai có muốn nói ý kiến gì nữa không? Cảm ơn anh Đi Mai. Rồi anh ca sĩ thì anh mắc cỡ, anh không có nói tại vì anh là người ca sĩ để mà ca trong cái phim bóng quá khứ đó. Và công cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả ở VMI Vlog, VMI YouTube là VN News, VMI Twitter, VMI Rumble and VMI Gather cũng như là VMI MeWe. Và ủng hộ Thanh Tâm, Thanh Tâm sẽ có cái chương trình kế tiếp là chiếu phim ở Washington DC. Thì quý vị cũng có liên lạc ở Washington DC đó để ủng hộ Thanh Tâm, để có cái nỗ lực cũng như có phương tiện để đóng góp cho cộng đồng Việt Nam chống cộng sản hải ngoại. Thanh Tâm là đã hứa là dù có nổi tiếng cỡ nào thì chế độ cộng sản còn kiểm duyệt, Thanh Tâm sẽ không có cộng tác để mà phổ biến những cái phiên đó dưới cái sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản. Đây là một người có lý tưởng mà hy vọng Thanh Tâm đừng có bắt chước ông Hàm Trần, với lại khi mà đi đồng bào ủng hộ là chạy về bên đó nằm bên đó luôn. Rồi em quên nữa. Anh rồi quên cái nói mà nó lắc nhắc là lắm cảm này sao cứ quên hoài vậy. Rồi anh Quỳnh, rồi anh Quỳnh, tôi nói luôn cho anh Hải Quỳnh là Belbon á, anh là một người tài trợ lớn ở Bắc California, tất cả mọi cộng đồng sinh hoạt cũng như là kéo cái cờ Việt Nam Cộng Hòa trên mấy chiếc máy bay bà già mà bay đi vận động là ông cũng bỏ tiền ra và ông bảo trợ những chiếc xe bus đi đến biểu tình của 1700 California của cái lãnh sự của Việt Cộng, anh ra hang ổ cộng sản đó. Thì ông Hải Quỳnh là một người trong mạnh thường quân mạnh nhất ở đây, mình thấy là ông mạnh nhất á, để ủng hộ tất cả các sinh vật cộng đồng ở Bắc California. Cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình và cũng chúc Thanh Tâm thành công trên cái bước đường làm phim để ủng hộ cái bỏ thì giờ ra để làm những cái tài liệu quý giá để lưu lại cho cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Và chúc Thanh Tâm thành công, tất cả quý anh chị em vui vẻ trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có một buổi chiếu phim cũng như buổi văn nghệ rất là thành công. Xin tạm biệt các quý vị các khán giả.